Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái channel này của tôi. Tôi chính là Manga Lover đây. Và như video hôm nay, tôi sẽ unboxing cái set manga cũng như một số những cái phụ kiện tặng kèm mà tôi đã mua ở bên IPM nhá. Thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Thì để cho đỡ mất thời gian thì tôi nghĩ tôi sẽ skip qua cái đoạn này một chút nhá, để mọi người có thể xem nhanh hơn và cũng như chi tiết hơn về video của tôi. Ok, và tôi đã unboxing xong rồi ấy. Thì bây giờ chúng ta cùng xem qua có những cái gì nhá. Thì đầu tiên là có hai cái tấm thiệp cảm ơn từ IPM đây. Tại vì đơn này tôi mua khá nhiều mà, nên đương nhiên là sẽ có cái thiệp cảm ơn, mà nó thật là đơn nào cũng có. Đây, cái đống mà tôi đã bóc ra, ui, rất nhiều luôn nhá, rất nhiều mấy cái bút xốp kiểu này, nhưng mà chặt chẽ thật. IPM đọc bọc rất là đẹp. Thì đầu tiên đến phần quà tặng một chút thì tôi có một tấm poster, chắc là do tôi người ta random cho tôi khi mà tôi mua. Tại vì đơn này tôi mua khá nhiều, trong đấy là có cái box set của bên Tokyo Revenger tập số 15 phiên bản box set đặc biệt ấy. Thế là tôi được tặng kèm thêm cái này, để tôi xem luôn. Ui, chặt thế. Ui, chặt vãi. À đây, 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 đây. Cứ mở cái đầu đây. Đấy. Ôi giời. Bọc cái gì này. Wow. Bộ xe này. Ôi, poster, poster, poster. Lâu lắm rồi mới thấy poster nha. Rồi, poster của hình Mikey và Izana. Ui, rất là chiến nha. Cũng đúng luôn. Tại vì bây giờ hiện tại trên anime ra season 3 rồi. Cũng chính là cái arc mà đấu với Kenji cư ấy. Mà nó thật là máy quay nó cũng hơi bé nên tôi không để sâu được full nữa các bạn. Nhưng mà các bạn xem tạm nhá. Ok, vậy là xong phần poster thì chúng ta sẽ đến với phần khác nhá. Ok, và nối tiếp quà tặng thì đợt này IPM có tặng cho chúng ta những cái gì? Thì đơn của tôi là hơn 500k nên được tặng kèm thêm 7 pack. Trong mỗi pack này sẽ gồm có 2 cạc độc quyền của bên IPM. Thì cạc nó như thế nào thì cùng chờ xem nhá. Để video tiếp theo tôi sẽ bóc gacha cho các bạn ha. Đầu tiên là do Light Novel, tôi mua chỉ có đúng một quyển thôi. Thế nên tôi sẽ show nó trước cho các bạn nhá. Đầu tiên chính là Maria, à đâu, chiếc hộp rỗng lượn và Maria lần không. Thì đây chính là tập số 4. Tôi cũng thiếu mỗi tập số 4 này thôi. Cái lý do tôi mua cuốn này, và đây cũng là phiên bản đặc biệt luôn, tôi mua cuốn này tại vì nó sale khá là cao ấy. Tại vì cuốn này chỉ có 20k thôi. Đấy, đây tôi hốt luôn một quyển. Wow, nó quá đẹp luôn. Tiếp theo đó chính là Tokyo Revenger Character Book số 3. Phần này là về Kenji Kuu đây, của tác giả Ken Wakui. Thì nó vẫn như các phần trước thôi. Trong đây chắc chắn là sẽ giới thiệu về bên Kenji Kuu, Izana và Kakucho các kiểu đấy. Tiếp theo đó chính là một đồng truyện mà khá là hot trong cái tháng vừa qua của bên ITM. Đó chính là Monster Number 8. Thì đầu tiên chính là vô số 8 đây. Thì vô số 8 lần này tôi mua hai phiên bản, là phiên bản Ride đặc biệt và phiên bản Dog đặc biệt. Phiên bản Dog đặc biệt thì lý do tôi mua bản này là tại vì bản siêu tầm nó đắt quá nên tôi không thể mua được. Đó, nhưng mà nó vẫn rất là đẹp đúng không? Tôi thì cũng không cần quà tặng cho lắm, chỉ cần phiên bản đọc là được. Đó, tôi mua cả Dog và Ride tại vì tôi thì thích quà tặng của Ride, nhưng mà tôi lại rất thích cái bìa của Dog. Thế nên tôi quyết định là hút cả hai phiên bản. Còn đây là tập số 9, hình của tôi không nhớ tên nhân vật này lắm, nhưng mà tập Dog cũng khá đẹp này. Đó, đây chính là bốn tập truyện tôi mua. Ok, và để chốt lại cho video này, đó chính là một chiếc box set khá là to đến từ IPM. Thì đây chính là box set vô 15 phiên bản đặc biệt. Wow, đẹp luôn nhá. Rất là đẹp. Đây là hình của tất cả các nhân vật trong 5 tập cuối cùng. Kisaki, Hanma, một số nhân vật như Sanzu. Đó, Mikey, Hina. Rất nhiều nhân vật luôn, rất là đẹp. Và hình đại diện chúng ta đương nhiên chính là anh phản diện, cũng chính là boss cuối, Mikey. Quá đẹp. Tôi nói thật là tôi chỉ biết khen box set này thôi chứ tôi không chê được. Ai chê thì chê chứ tôi phải khen. Nó quá đẹp. Ok, và video của tôi đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh giúp tôi nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.